Chào cả nhà yêu nhé, xin chào cả nhà, Biển Dâu xin chào cả nhà. Hôm nay mình lại tiếp tục làm cái món ăn dân dã rất đơn giản mà ngon cả nhà. Hôm nay đã kiếm được ít ốc ở ao có cháu nó gặm nên mình lại làm một ít về để làm clip chia sẻ cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món ốc, hôm nay mình sẽ là chia sẻ cả nhà nha, là món ốc xào mẻ. Đấy, ốc xào với mẻ cả nhà nhé. Chắc là món này chắc ít người ăn. Xào xả ớt rồi ốc này nọ này, luộc cho muối ớt có hết rồi, nhưng mà đây ớt tỏi này. À, mẻ này thì mình lọc cho tí nước này nghiền ra đổ vào xào lẫn ngon lắm. Đây còn ốc đây, ốc này là mình bận mình không ấy được, mình đã nhờ bà họ bà chặt hộ đít rồi. Đấy, tí nữa ăn là sẵn hút thôi, đấy, như thế cứ cầm cả con này hút đi tụt phát ra ra. Đấy, nhờ bà chặt hộ đít đàng hoàng, bận mình không ấy được mình lại chặt đít này, tí nữa ăn là không phải khêu nữa, cứ thế là cầm cái hút đi tụt phát là xong cả nhà. Đấy là ốc xào mẻ nha cả nhà nhé. Đấy, mình sẽ làm cái món này rất đơn giản dân dã mà ăn ngon lắm cả nhà, mình ăn rồi cực kỳ nó ngon luôn. Mình chờ cho dầu nó sôi lên, nó bắt đầu là mình sẽ cho hành cho tỏi vào. Tỏi này cả nhà nó phải đi đôi với mẻ này nó mới hợp, công trình nó vẫn bừa bộn lắm cả nhà, ốp nát vẫn chưa xong, làm tạm. Đấy, mình tối mà mình lại làm được video chia sẻ cả nhà cùng xem. Đấy, cả nhà đăng ký kênh để theo dõi những video mình chuyên chia sẻ món ăn dân dã nhà nhà quê được cả nhà. Đấy, ốc nó rất già này, nó trắng trắng này, chặt hết ít rồi, thậm chí đấy ít ốc còn không chặt thì phải nhờ người chặt hộ ấy cả nhà, bận lắm. Rồi cho dầu nó sôi cái là đổ cái là phi lên là xong cả nhà. Cái này chỉ tỏi thôi cả, tại tỏi đi đôi với mẻ rất hợp, thơm lắm. Tỏi ớt mình cứ rượu mình mốc vào chum to ra mình đổ ra để đứng bữa mốc ăn nó tiện cả nhà. Bình rượu chè ngon lành trên đảo. Thì bây giờ mình đang nát dở rồi. Vàng là thơm lắm cả nhà. Vàng hành tỏi nhá. Nó đổ ốc là sao. Món mẻ mà cả nhà, mẻ này mình làm rất đặc với nhá cả nhà nhá, nghiền nó đặc rồi, cho tùy theo vừa bạn ăn nó cũng lại chua quá, như thế, chứ không phải là cho cả một bát tô này cho hết, thơm quá cả nhà, đặc trưng nó có tỏi, thì cho luôn hết mà, thơm lắm cả nhà. Món ăn này ăn tuyệt vời rồi. Rượu hơi vào luôn cả nhà, rất chi là thơm ngon. Cho ít thôi, cho vừa lại mặn quá cả nhà cũng vậy. Mình chính nữa thì xong cả nhà, mình chính mi luôn, mình chính. Ngon lắm rồi, ủa thơm thế, nó dậy mùi rất thơm. Bây giờ mình sẽ múc đi đĩa này nha cả nhà, múc đĩa này là này trên đấu ngon lắm, rét lạnh này đang rét mà uống với lại rượu kia thì tuyệt vời của ông mặt trời. Đấy, cả nhà bây giờ đã xong thành phẩm rồi, bây giờ mình sẽ cho đĩa. Đấy, mình cứ chia sẻ thôi nhé. Hôm nay là món ốc xào mẻ rất thơm cả nhà, thơm cực kỳ, rất ngon. Đấy, uống mùa đông giá rét này uống rượu hơi vào luôn này.
nhưng mà mình chỉ có mình tối đêm này mà mình mới lại làm, tranh thủ làm được cái clip, tranh thủ chia sẻ cả nhà nhé. Rồi, mời cả nhà cùng uống rượu mình nhé. Món này ăn thì không cần phải khêu, không cần phải gai cả cả nhà. Mời, hôm nay rượu ốc phải làm gần một cốc này. Wow, đây là cả nhà này, chặt ít rồi, sự kết thế là mút thôi. Ngon cực kỳ luôn. Gọi là ốc mút. Ngon lắm cả nhà. Mút rất dễ dàng. Gọi là ốc sao mẻ. Ngon. Ốc này không cần gai, phải chặt ít nữa rồi. Ném sung. Cái cảm xong. Và hai đĩa này. Một mình nhậu vô tư. Thoải mái, biết tay này nhẹ. Ngon lắm rồi nhỉ. Mùa lạnh này rét này nhậm cái này ngon lắm. Ốc xào mẹ cứ tuyệt vời ông mặt trời rồi. Hút nhẹ nó ra hết. Ngon lắm. Tuyệt vời mặt trời. Con nào nó mà sẵn không gian thì lấy cái tâm được khéo nhẹ nó cũng ra cả nhà. Cái nhẹ nó ra tại vì đập cái đít nó rồi. Rồi gọi là ăn ốc hút. Nâu nóng mới được bữa mọi người nhé. Công nhận mình nâu rồi ăn bữa mặn. Nhiều khi ở nhà quê thật mà nó có những món cua cái ăn cái này thì chấp nhận một chân tay nó chưa chát đi, tại vì nó xào gọi ốc xào, chặt ít xào ăn phải mút. Ngon thế, nó đậm đậm của mẻ hay cả nhà, mẻ với tỏi rất hợp nhau. Ngon lắm, một mình mới làm một đĩa này êm. Được hai đĩa này cả nhà, đĩa thứ vợ và nhang, nó xào nhẹ nó cũng ăn thơm.
Hút rất dễ dàng. Nóng hổi. Ăn đây lại nhớ kiểu nước mẹ trứng tỏi chấm tàu đan. Ngon. Hút dễ cả nhà. Ốc này còn này, ốc mu. Cơm thì ngon. Của sùng quýt này kia ngon tê cay và ớt này, tê cay chua chua của mẻ, thơm của hành của tỏi nó vào quyện rất là ngon. Thôi mình xin kết thúc video này nhé, cảm ơn cả nhà đã cho mình chuyên chia sẻ những bữa ăn dân dã, thấy không? Mới là xem cho mình một ngày mình chia sẻ cho bạn bè cũng biết là những cái món ăn chỉ thế thôi, nhanh quanh nó chỉ là vài bữa ăn của gia đình nhà mình và của mình làm ra chứ không phải quay như là cái nọ cái kia. Cả nhà mình giữ vững bữa ăn hay những cái clip làm là rất chân thật, không biết màu mẹ ra ngoài có thế nào chia sẻ để cả nhà cái nhìn xem. Rồi, cảm ơn cả nhà theo dõi clip nha, hẹn cả nhà clip sau nha, cảm ơn rất nhiều.